Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách nấu món chè chuối nước cốt dừa với khoai lang. Sau đây là nguyên liệu để nấu món chè, bao gồm 7 trái chuối sứ nhỏ, 2 củ khoai lang nhỏ. Tùy theo sở thích của mỗi bạn, các bạn thích ăn cái gì nhiều thì bỏ cái đó nhiều. 50g bột khoai. 50g bột bán. 100g đường phèn, các bạn có thể thay thế bằng đường cát trắng và đường thốt nốt. 1 muỗng cà phê muối ăn. 1 lon nước cốt dừa, nếu các bạn thích ăn béo thì có thể dùng từ 1 lon rưỡi tới 2 lon. Đối với những bạn có dừa tươi thì các bạn mua dừa tươi về, các bạn lọc lấy nước, cốt. Còn nước dừa dạo thì để nấu chè. Còn không có thì các bạn dùng nước dừa đóng lon cũng rất ngon. Bạn nào thích ăn đậu phộng thì các bạn chuẩn bị một ít đậu phộng rang vàng, dễ dập. Để khi ăn chè các bạn bỏ một ít đậu phộng lên sẽ rất ngon. Khi các bạn chọn chuối, các bạn để ý chuối xanh quá, nấu nó sẽ bị chết không có ngon. Còn chuối chín mùi quá, nấu cũng không có ngon. Các bạn chọn chuối chín vừa thôi thì nấu sẽ ngon. Chuối sứ sau khi lột vỏ, các bạn cắt miếng dừa ăn. Sau đó các bạn ngâm chuối vô một tô nước, vắt vô tô nước một miếng chanh nhỏ và bỏ vô 1/4 muỗng cà phê muối. Ngâm từ 2 tới 4 phút để chuối giữ được màu trắng và tẩy được vị chét nếu có. Sau đó các bạn vớt chuối ra để ráo. Ướp vô chuối 2 muỗng cà phê đường cát trắng từ 20 phút cho tới 1 tiếng để chuối có vị ngọt đậm đà, khi nấu sẽ rất ngon. Khoai lang các bạn bào vỏ cho sạch, rửa đi rồi cắt miếng vừa ăn. Các bạn ngâm khoai lang vô một tô nước khoảng từ 5 tới 10 phút. Bỏ vô tô nước 1/4 muỗng cà phê muối và cũng vắt vô tô nước một miếng chanh để giữ cho khoai lang có màu sáng đẹp, không có bị thâm đen. Sau đó các bạn vớt ra để ráo để chuẩn bị nấu. Bột khoai các bạn đem ngâm vô nước lạnh khoảng từ 20 phút cho tới 1 tiếng, sau đó rửa sạch để ráo. Còn bột bán thì các bạn không cần đem ngâm, các bạn chỉ cần rửa sạch dưới nước lạnh rồi để ráo. Tại vì bột bán rất là mau chín nên mình chỉ cần rửa dưới nước lạnh để ráo này được rồi. Tiếp theo các bạn chuẩn bị một cái nồi. Các bạn đun sôi một lít rưỡi nước. Tiếp theo các bạn bỏ 100g đường phèn vô. Kế đến các bạn cho chuối vô. Rồi các bạn cho khoai lang vô. Các bạn bỏ vô nồi chè khoảng 1/3 tới 1/4 muỗng cà phê muối. Nếu các bạn thấy có bọt thì các bạn vớt đi cho cái nước nó đẹp. Các bạn lưu ý là khi mà nước nó sôi rồi đó, các bạn nấu ở lửa vừa thôi. Vừa cho nó sôi nhỏ nhỏ vậy nè. Thì đường nó sẽ thấm vô chuối với khoai nó mới ngon ha. Bạn nào thích cái mùi thơm của lá dứa thì các bạn rửa vài cái lá dứa, quấn vô, bỏ vô nồi chè, cho cái mùi chè nó sẽ thơm hấp dẫn hơn. Sau khi nồi chè sôi được khoảng từ 5 cho tới 8 phút, các bạn dùng đũa thử xem miếng khoai đã có độ mềm vừa chưa. Nếu mềm vừa rồi các bạn mới bỏ bột khoai vô. Chờ bột khoai sôi khoảng 1 phút, các bạn bỏ nước cốt dừa vô. Tiếp theo các bạn bỏ bột bán vô. Các bạn đừng có lấy giá đảo, nó sẽ bị nát cái khoai. Các bạn lấy đũa đảo nhẹ nhẹ để cho nước dừa nó tan đều. Để tạo độ sánh cho món chè, các bạn bỏ vô 2 muỗng cà phê bột năng pha với 2 muỗng cà phê nước, khuấy đều, bỏ vô nồi chè. Nồi chè sẽ có độ sánh rất là ngon. Các bạn nếm thử vị ngọt trong nồi chè xem đã vừa miệng chưa. Mình nếm thử thấy chưa ngọt lắm, mình nêm thêm 3 muỗng cà phê đường cát nữa. Sau khi các bạn bỏ bột bán vô để nó sôi khoảng 1 phút nữa, các bạn tắt bếp được rồi.
cái độ sệt vừa phải nè. Miếng chuối chắc, thấm nước cốt dừa, thấm đường. Miếng khoai lang thì dẻo, vừa ăn không bị cứng, không bị mềm quá. Bột bán với bột khoai thì vừa ăn còn độ hơi dai một chút xíu. Bạn nào thích ăn đậu phộng thì có thể cho thêm ít đậu phộng vô, sẽ thơm hơn. Mời các bạn thưởng thức. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.